mẹ ơi, tao sờ mãi không thấy được cái cây súng của ông Lộc đâu hết đấy. Không, ý là tại sao mẹ ông Tùng ngồi sau mà mình chẳng chẳng thấy bị cấn sau lưng nhỉ? Kiểu vậy mới đúng. Hôm nay chơi cả Tùng, Lộc, Chun chơi hết luôn. Nói chung là hôm nay chơi tung nắp luôn. Chơi cái gì? Hả? À, chơi game. Chơi game. Đừng có chơi cái khác là bậy nha. Cứ nhạy cảm quá ấy. Mình có cái tấm thân nhỏ bé mình phải biết giữ gìn. À đủ. Thôi anh ơi. Mẹ anh Tùng ơi, là anh Tùng mẹ. Chả hiểu kiểu gì. Anh đi còn kinh khủng hơn em. Tùng hôm nay định. Ô có người này. Có người ở khu này này. Đâu? Nó để xe ở giữa này. Có đúng rồi, có đấy không? Tôi bên tôi bên tiếng chân. Nhà sau lưng. Cái nhà to ở rìa ấy, rìa ngoài ấy. Có tầng 1, tầng 1 có nhà một tầng luôn này, thấy này. Đây. Hoàng là phải chết rồi. Đây tôi mang chảo lên tôi đập mặt nó chứ. Đập liên tục vào mặt. Chết rồi. Chào ơi, where are you? Ok. 12. Im lặng là bắn được. Ôi tôi bắn nó vậy, tôi nó chết. Bình thường. Em gì nó yếu lắm rồi á. Tới. Sao rồi? Hay quá. Bạn nó đấy. Hay quá. Bắt tao ở đây dí vào đầu mà nó không chết thì dí một người đau thế. Lag có người không ơi? Lag có người nào Ông hack cho nói luôn đi còn lag. Chạy có đây em thấy rồi em. Tùy lao vô. Yếu nha, bốn viên rồi mà nó không chết, là ní. Tao. Chết rồi. Tao. Trời ơi, bắn như thế mà không chết kìa. Mình còn chưa biết nó ở đâu hết. Sao không thấy bạn ơi? Cứ để hi. Giờ mới để cao mới 2 kill. Nó hơn rồi kìa. Ok kìa cao. Lộc nó lút đồ với lại cái tốc độ gọi là bàn thờ ấy. Nó để anh em bắn đi, anh em ai bắn nốt kìa. Tôi nhường. Bắn kìa. À được, để chút bắn cho. Để chút bắn nốt, cái bắn mini 14. Ờ để Lộc bắn mài tư cho. Mài tư bắn một cây M16 và một cây ốp nhá. Ờ để mình bắn SR. 8 plus. Okay, let's go. Chị người đây. Đây. Lộc ơi, đeo Lộc nhỏ quá, ôm vô chả sướng thế nào. Ừ, anh em quẹo trên đường này xem có thêm chút cho tôi. Ê, ba chỗ. Ừ, thôi. Ơ, Lộc ơi. Súng của Lộc đâu hết Lộc ạ. Ái ôi. Chắc tôi ra. Ui, ngoài đó lạnh lắm hay sao mà Tùng gần như là không thấy được cái súng của Lộc rồi Lộc ạ. Hello mọi người nha. Xí nhục Lộc vừa thôi. Giàu ngay mà. Hai anh kia nhanh đi. Trời ơi, hai anh kia. Đây rồi. Đâu kìa. Đua không. Mẹ ơi, tao sờ mãi không thấy được cái cây súng của ông Lộc đâu hết đấy. Không, ý là tại sao mẹ ông Tùng ngồi sau mà mình chẳng thấy bị cấn sau lưng nhỉ? Kiểu vậy mới đúng. Có đâu. Mình rờ tìm có thấy đâu mà cấn được. Anh ơi, á đủ. Thôi bay cái đi Lộc. Thành tàu 360 cái. Cô là ai cháu không biết cô đi. Có người hoàn thính, bạn đây. Có người kìa. Mình dừng đây mình. Wow. Dừng đây được rồi, lòng anh. Chơi luôn à, úp căng vậy. Úi dồi ôi. Đập. Một nha. Ủa, đúng hết. Nha, mình bắn 3 viên ốp vào người nó mà sao. Nốc tiếp trong sờ mốc ấy, thằng cuối trong sờ mốc thôi. Ok, bên swap à. Chúng nó này. Ôi.
Tab SR như hack vậy. Còn 16 người rồi. Ok. Bê chưa? Leo. À chưa, gạt đã sao, gạt đã. Không cần Leo rồi. Tin lộc đi, cần Leo rồi. Ừ. 4 thằng rồi mà. À đúng rồi, như em bắn nổ xe rồi. Bé chết. Tại sao Lộc không có súng? Cái gì? Nổ xe. Có 3 lành nè. Có bộ 3 lành đâu? Mũ ba lành ở đây cơ. Mũ ba vẫn đang còn nguyên nhá. Anh có một cái xe hướng về đúc này. Không, anh chơi. Ôi. Anh lọc online nha. Trời, đi bắn như vậy mà không đốc chờ. Em ơi, chết người anh, đục quá. Đục bớt chú. Đâu anh ơi. Em đây. Ơ kìa. Rồi, chết thật, anh Tùng chạy kiểu gì mà nó bắn. Tao có lốc này không thú, ăn lốc lần đầu tiên. Không sao, thoải mái đi. Đố đất rồi đúng không? Nốc cục đá anh ơi. À, nốc cái cây. Quay lại rồi này. Mày nốc hả? Team mày còn nữa. Nốc. Thì nó có đét à? Rồi, còn Leo rồi. Bỏ bom à? Đại quá anh à. Thời độ mình mới có một kill à. Máy liền. Smoke của cao á. Groza này mọi người ơi, Groza M24 này. Anh ơi, ở ngoài này nó bắn thính này. Ra chắc có giáp không? Đúng rồi. Thính là sau. Đây ok không bạn? Ok. Bom lên này bạn này. Nghe thính nha. Bộ đại luôn hả? Công luôn hả? Anh ơi! Đi nào! Okay. Anh ơi, không có kill nữa. Đi chưa? Chưa. Mới gạt hai. Đẩy thẳng sang cái chỗ thính em. Chỗ đó mình mới có kill chứ không à. Ai, trong nhà bạn ơi. Trong nhà. Thằng cuối chắc là trong nhà thôi. Chở. Nghe sao cao đi trước nó không bắn nhở? Không hiểu kiểu yếu gì. Yếu rồi bạn ơi. Mình tap hai loạt M16 rồi, yếu lắm rồi. Bắn nhà nhá. Luôn em ơi. Ok. Cái gì vậy? Mẹ bạn nào không ta? Đúng là ta không ta? Yếu đâu rồi anh? Úi giời ơi. Vô thính như vô người yêu cũ vậy. Vô thính như vô người yêu cũ. Lật số ơi, giết hai. Ấy. À nó bắn kìa. Nào ta hướng nào ta. Quẹo. Quẹo cho nó chạy luôn. Chạy luôn này. Nhá đồ đâu nha, đâu nha. Đâu vậy ta? Cái bit chỗ này. 50 ở ngay trên đây anh ơi. Đây, SDA này. Còn em giờ lấy 50 này. Không được đâu, không được đoạn ơi, không được bạn ơi, đoạn này nó thoải, nó khó lên đó. Ờ. Đoạn này nó vừa khó lên, nó vừa không có phương hướng up, backup á. Nó không có backup. Mình đi lên là cái bụng mình nó lắc. Dễ hiểu vậy. mình hết phát rồi, quên mất. Đây bạn nhiều này. Chậm thế, ẻo vãi thật. 2 phát rồi vứt đây. Luôn anh em ơi. Đấy. Quá, tí sượt rồi. Cạn lời. Thôi xong Lộc ơi. Nó ngay sau này các bạn. Trời thề luôn, cái pha đấy mình dí mình thua nó chứ, mù mắt. Không tin được luôn, delay kìa. Biết ngay mà đoạn này khó lên rồi. Tùng ơi, mình dí thua nó kìa, cay thật chứ. Tùng đứng đấy bị kẹp hai bên. Có thằng bên trái nữa. Tùng ơi, có một thằng ở bên chỗ cao này. Bốn thằng thôi. Trái, trước mặt. Trời ơi, xếp rồi. Một nốc rồi kìa. Thôi, chỗ mình xếp rồi. Chỗ mình là cái chấm nha. Mình bắn tua kìa. Ê, từ từ cho anh nghe cái chút này. Thả bình phớt luôn bạn. Thả bình phớt luôn bạn ơi. Ok, xong rồi ông cứu. Bước cái đâu.
Đi hiu hiu hiu. Nó sang bên phải lại coi. Bước cái lọc thấy được. Sang bên phải rồi. Móc dưới. Ừ, để anh nghe được. Thằng ở trên cao đã bao. Còn thằng cuối thôi. Đây. Góc nó cao rồi. Tôi lại. Ủa sao lại mấy nóc nhờ? Công đang ở trên ở tít trên cao nữa. À, cái thằng mình nó lúc nãy nó cứu rồi. Ê. Thằng tên cuối này đúng không? Không, đứng lên đây. Okay, thằng kia cao kìa rồi. Đậu. Bò khác kìa. Ý quên mất. Mình binh vô trong thằng này mình sẽ tìm được mấy thằng kia, là tìm được thằng kia thì phải. Ba. Đây, đoạn này công nó khó lắm, thấy không? Tí cho tìm mình gãy. Ôi, sao nó không cứu rồi? Còn một thằng. Thằng cuối của MP Silent nó đứng chắc đỉnh ấy, nó chạy sang đầu bên này. Đấy. Đấy. Bạn đang nhìn vào hướng mình cái. Nhìn Lộc ơi, Lộc ơi. Mình đang Lộc nghe được mà. Thấy mẹ rồi, mém chết luôn em ạ. Nó bị ban Axion à. Lỗi đa tay. Chéo. Smoke ra chơi chơi. Mẹ mình đứt có smoke các bạn ạ. Đâu á? Nó đang bắn mình này. Nhưng mà nó bắn vào cái cây gì mà không nghe được ấy. Chắc là VS à? Vụ chung cao quá. Mày lo, nốc 2 lần, xoắn vài đái. Ừ, sao em ạ? Mình nghĩ nó chỉ có đằng sau này thôi. Mình thì nghĩ là trên khu này thôi. Tôi nghĩ là ngay chỗ cái trũng này. Cái tảng đá nào chưa? Một cái cây nào đó nhỉ? Ở trong nhà ta. Tối. Nhìn này. Cái đầu. Trời. Cao không lái. Không được thiết lập hả? Ok. Cao không có live trên YouTube nữa nha.